Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào buổi chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay tại khóa tu Phật Thất lần thứ 101 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp, tất cả chúng con thành kính tri ân đến Đức Hòa Thượng Thượng Chân Hạ Tín, Tông Trưởng Tông Phong chùa Hoằng Pháp, cũng như Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể Chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà lần thứ 101 này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong buổi pháp thoại sáng hôm nay chia sẻ đến tất cả quý vị với chủ đề bản nguyện niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có cái chủ đề này là bởi vì Pháp Đăng muốn cho tất cả quý Phật tử là những hành giả tu theo pháp môn niệm Phật thì mình phải biết mình tu đây kết quả như thế nào. Và người tu niệm Phật đều có cái nguyện lớn, đó là cái nguyện vãng sanh cực lạc. Và mình muốn được cái chỗ tha thiết, vững chắc trên con đường tu thì tất cả chúng ta phải hiểu rõ tại sao Đức Phật dạy mình sanh về cõi cực lạc. Và về cõi cực lạc kết quả như thế nào, giá trị như thế nào mà Đức Phật lại khuyên chúng sanh. Mình hiểu rõ con đường mình đang đi, mình biết rõ con đường mình đang đi cái chỗ đến ra sao thì nhất định chúng ta đi mà đi trong cái vững chãi, đi trong cái chắc chắn, không có cái lai động nghi ngờ, đúng không quý vị? Còn mình đi mình không hiểu mình đi tới đâu mà tại sao Phật dạy phải tới chỗ đó, rồi kết quả của cái đường đi đó mình cũng không nắm được, thì như vậy chúng ta tu dễ rơi vào cái chỗ hoang mang. Mà rơi vào cái chỗ hoang mang đó thì nhất định chúng ta không có đến được cái chỗ cuối cùng của cái pháp tu niệm Phật. Như vậy thì bản nguyện niệm Phật chính là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật được phát xuất từ kinh Vô Lượng Thọ, mà rõ ràng nhất là 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thì sau đó là kinh A Di Đà. Như vậy thì trong 48 đại nguyện này thì hôm nay dẫn giảng cho quý Phật tử thấy rõ ràng lược một trong những 48 đại nguyện, những nguyện thiết yếu để cho tất cả chúng ta cùng thấy rõ ràng cái giá trị cao quý của pháp tu niệm Phật, cái giá trị cao quý của cái nguyện sanh về cõi cực lạc đó. Thì ở cái nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai, Đức Phật A Di Đà trước kia là Tỳ Kheo Pháp Tạng từng phát nguyện trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Ở trong đây đầu tiên là nguyện thứ nhất và nguyện thứ hai như sau: nếu tôi chứng được vô thượng bồ đề thì cõi nước tôi đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, côn trùng nhỏ nhít. Nếu có chúng sanh bị đọa địa ngục trong ba đường ác mà muốn sanh về cõi nước tôi, được tôi giáo hóa cũng đều thành Phật,
không đọa lại ba đường ác nữa. Được như nguyện này, tôi mới thành Phật. Nếu không như thế, tôi không thành Phật. Đó. Thì nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai của Đức Phật A Di Đà là tổng quát hết cái chỗ cốt lõi của 48 đại nguyện, tổng quát hết giá trị của pháp môn niệm Phật, tổng quát hết của cái việc tại sao phải nguyện sanh qua cõi nước Cực Lạc. Như vậy thì ở đây quý Phật tử thấy Đức Phật A Di Đà trong cái nguyện thứ nhất nói cõi nước Cực Lạc đầy đủ cái vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Đó. Mà cái chỗ không thể nghĩ bàn này là không thể dùng cái suy nghĩ của phàm phu mà so lường được. Mà trong cái trang nghiêm không thể nghĩ bàn đó, đặc biệt rõ ràng ở chỗ nào? Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Mà không có ba cái cõi khổ này, nghĩa là không còn cái tâm mê lầm nữa. Đúng không quý vị? Mình tạo tội là do đâu? Do tỉnh hay mê? À, mình tạo tội là do cái tâm mê. Đúng không quý vị? Tâm ý nó mê lầm, cho nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác. Đúng không quý Phật tử? Mà ba cái cõi khổ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là do cái tâm xấu hay cái tâm tốt nó cảm nên? Cái tâm nào? À, tâm xấu, phải không? Chẳng hạn như cái Phật tử đến chùa Hoằng Pháp, ngồi trong cái khung cảnh trang nghiêm này là do cái tâm nào nó dẫn mình tới đây? À, cái tâm thiện, tâm lành, cái tâm ưa thích niệm Phật, cho nên mình mới đi đến chùa Hoằng Pháp. Mà đến chùa Hoằng Pháp được ở trong cái cảnh trang nghiêm, thanh tịnh, giảng đường là đẹp không có gì? Đẹp phải không? Vậy cái cảnh đẹp này, trang nghiêm này, cái nguồn gốc là do tâm tốt lành mà cảm nên. Vậy quý Phật tử thấy mình có phước chưa? Có phước, cho nên hiện ra cái cảnh có phước. Còn mình tội lỗi, mình ác, mình làm khổ người, khổ chúng sanh, thì nhất định hiện bài cái cảnh khổ đau, không nghi ngờ. Như vậy thì qua cái chỗ này, Đức Phật chỉ dạy rất rõ cái vui ở cõi Cực Lạc tột cùng đó là không có ba đường ác, không có cái khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghĩa là không còn cái tâm xấu ác nữa, cho nên hiện bài cái vui tột cùng không thể nghĩ bàn. Như vậy thì ở gia đình quý Phật tử muốn được gia đình bình yên, hạnh phúc á, thì trong gia đình đó mỗi thành viên đều phải có cái tâm tốt. Đúng không quý Phật tử? Quý Phật tử làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, mà con cái mình nó có cái tâm xấu, cái tâm quậy, cái tâm hút xì ke ma túy đó, thì gia đình đó an vui nổi không? Chắc hết nổi, phải không? Mà mỗi người trong gia đình đều có cái tâm thiện lành, tâm hiếu thuận, tâm tôn kính những người trên, hòa thuận anh em ở dưới, bà con xóm làng mình cũng sống tốt, thì có phải là sống trong hoàn cảnh an vui không quý vị? À, rõ ràng không nghi ngờ. Như vậy, cái an vui trong cuộc sống này nó bắt nguồn từ đâu? Từ cái chuyển hóa tâm của mình, từ cái không tốt phải chuyển thành tâm gì? À, tâm tốt. Thì mọi bên ngoài cái cảnh đó, nó sẽ
tốt đẹp theo. Đó. Như vậy thì cõi cực lạc không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, là không có luân hồi trong ba cõi. Đó. Như vậy về cõi cực lạc khỏe không? Khỏe không quý vị? Hết luân hồi sanh tử. Đúng không quý Phật tử? Đó là cái giá trị đầu tiên. Rồi cái nguyện thứ hai, đọa trong ba đường ác mà muốn sanh về cõi cực lạc, được tôi giáo hóa, là được Đức Phật A Di Đà giáo hóa, thì đều thành Phật, không đọa lại ba đường ác nữa. Cái chỗ này quý vị thấy tâm từ bi của Đức Phật rộng lớn, mênh mông vô cùng. Chúng sanh trong ba đường ác là chúng sanh đang chịu khổ mà muốn sanh về cõi nước Ngài, thì Ngài đóng cửa hay Ngài mở cửa? Ngài đó. Ngài mở cửa, Ngài đó. Phải không? Chứ không phải thấy người ta khổ, người ta xấu, người ta ác, thôi đóng cửa lại không cho vô. Mà chúng sanh khổ, ác đó mà muốn chuyển hóa vươn lên thì Đức Phật cũng không quay lưng từ bỏ. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta thường tôn kính gọi Đức Phật A-di-đà là gì? Đại Từ Bi Phụ, là bậc cha lành có cái tâm từ bi rộng lớn, không có còn phân biệt người này tốt, người kia xấu. Người tốt tôi mới dạy, người xấu tôi bỏ, hoặc là người giàu tôi độ, người nghèo tôi không độ. Mà tâm đại từ bi không còn phân biệt bình đẳng nữa. Đó, ai muốn đến tu học ở cõi cực lạc thì Ngài đều gì? Mở rộng tâm lòng để mà tiếp nhận. Đó. Thì ở chỗ này quý vị thấy tất cả các chùa cũng như chùa Hoằng Pháp ở đây, quý Phật tử vô tu, thầy trụ trì có lựa chọn không? Không có, phải không? Ai đến chùa tu cũng được. Mà đến chùa thì sao? Được ăn no. Không quý vị? Ba bữa đầy đủ. Chỗ ngủ làm sao? Đầy đủ, phải không? Rồi gì nữa? Thời khóa tu nghiêm túc, đúng không quý vị? Như vậy thì tâm từ bi của Hòa Thượng Viện Chủ, của Thầy Trụ Trì, của Chư Tăng ở đây lớn không quý Phật tử? Lớn quá chừng. Đó. Thì chúng ta tu học theo pháp môn niệm Phật, tu học theo pháp môn tịnh độ, thì mình phải học, phải làm được, phải có được cái tâm từ bi như Đức Phật A-di-đà. Đúng không quý Phật tử? Ai mình cũng thương, ai mình cũng muốn giúp, ai mà mình cũng tiếp nhận, chỉ dạy, không còn cái tâm phân biệt nữa. Đó. Ai vô chùa Hoằng Pháp đều tu tập chuyển hóa, trở thành những người tốt trong gia đình, trong xã hội. Ai về chùa niệm Phật cũng đều được an vui trong cuộc sống này cũng như mai sau. Như vậy thì chúng ta học được 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, là học được cái tâm rộng lớn vì chúng sanh, không có mệt mỏi, không kể gian lao, không từ khó nhọc. Mà được Đức Phật Di Đà giáo hóa rồi á, thì một câu bảo đảm của Ngài là gì? Đều thành Phật, không đọa lại ba đường ác nữa. Quý vị thấy đặc biệt vô cùng. Ở cõi cực lạc được Đức Phật Di Đà giáo hóa thì nhất định sẽ thành Phật, và nhất định không đọa lại ba đường ác nữa. Mà quý Phật tử thấy rõ, cõi ác, cõi khổ, muốn sanh về đó thì Đức Phật cũng gì? Nhất định tiếp nhận, không bỏ rơi. Vậy thì quý vị thấy, chúng ta mừng khánh đản Đức Phật Di Đà, thấy Ngài lúc này cũng đưa bàn tay xuống, phải không? Thì đó là cái tâm không bỏ một chúng sanh nào hết đó. Đúng không quý vị? Mà quan trọng một điều,
Ngài luôn duỗi tay tiếp dẫn, mà mình có chịu đưa tay cho Ngài kéo lên không? Có không quý vị? Đó, cái chỗ này quan trọng. Luôn duỗi tay tiếp dẫn là tha lực, là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là bên ngoài, mà quan trọng là phải có tự lực nữa. Tự lực là mỗi hành giả tu tịnh độ phải chịu đưa tay để Đức Phật kéo mình thoát ta bà, đúng không quý vị? Còn Đức Phật đưa tay, mình đưa tay xuống tiếp dẫn, mình không chịu với tay lên để Ngài kéo, mình nói thôi con còn thích ta bà quá, ta bà vui, Tết còn bắn pháo bông đẹp, vậy thì sao quý vị? Thì thôi ở đây coi pháo bông, phải không quý Phật tử? Thì đó là cái chỗ tha lực có rồi, nhưng mà phải có tự lực, là bản thân mình phải gì? Đầy đủ tín nguyện hạnh, siêng năng bền chí niệm Phật, tinh tấn bền lâu không gián đoạn. Như vậy thì mới đầy đủ hai yếu tố tha lực và tự lực tương đồng với nhau. Cho nên có nhiều Phật tử đi hộ niệm thì rất là siêng, rất là tốt, nhưng mà cứ khẳng định hộ niệm rồi cái người đó vãng sanh cực lạc luôn. Cho nên vị nào mà thường hỏi đó, thì Phật Đăng thường nói hộ niệm là điều tốt, nhưng mà vãng sanh hay không còn phải do người đó có tín nguyện niệm Phật hay không, đúng không quý Phật tử? Mình khoan vội vàng khẳng định. Đại sư Ân Quang Ngài cũng nói muốn biết người đó vãng sanh phải có tha tâm đạo nhãn mới biết chắc được. Còn mình phàm phu thì phải căn cứ nơi cái nhân tu của người đó đầy đủ tín nguyện hạnh thì nhất định nhân có thì quả có, không nghi ngờ. Đó, chứ đừng có nói rồi cái mình nói nó quá là xa đi, rồi cho rằng thôi bình thường cứ đi chơi, tới đó cái có hộ niệm cái giảng sanh nè, thì coi bộ nó hời hợt quá, đúng không quý vị? Rồi không khéo người ta bên ngoài nhìn vô cái nghĩ sai, tu tịnh độ là chờ chết, tu tịnh độ cái thôi bây giờ lo vui chơi, tới đó cái hộ niệm cái được về cực lạc. Vậy bình thường khỏi tu, đúng không quý vị? Bình thường khỏi tu, tới đó niệm Phật, hộ niệm cái đi luôn. Đó. Mà quý vị thấy các vật tôn đức tu tịnh độ công phu miệt mài không quý vị? Hành trì miệt mài. Giống như tổ sư Huệ Viễn ở Lô Sơn hơn 30 năm ở núi á, bước chân chưa từng vào thế tục. Cái đại sư Thiện Đạo niệm Phật mà quỳ niệm Phật chừng nào mà kiệt sức Ngài mới nghỉ. Cái đại sư Vĩnh Minh mỗi ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa, làm 108 việc thiện, niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Đại sư Ấn Quang cũng vậy, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông ở lầu tàng kinh chùa Pháp Võ nhập thất niệm Phật hơn 20 năm để gì? Cầu chứng được niệm Phật tam muội. Như vậy thì chúng ta thấy rõ có tha lực, nhưng mà cái tự lực của mình không thể xem thường, không thể bỏ qua được. Do đó mới có cái nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Cái nguyện 18 là cái nguyện gọi là 10 niệm vãng sanh. Thì nguyện đó như sau: lúc tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi tôi, dầu chỉ 10 niệm. Nếu chẳng được sanh thì tôi không thành Phật, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đó. Đây gọi là nguyện vương
trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta thường gọi tắt là gì? 10 niệm vãng sanh. Thì pháp môn niệm Phật bắt nguồn từ bản nguyện này của Đức Phật A Di Đà. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, chương Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông có nói: mười phương chúng sanh thương mười phương chư Phật, thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì tuy có nhớ nào ít gì, nếu mẹ nhớ con cũng như con nhớ mẹ, thì đời đời mẹ con ắt không xa lìa nhau. Đó, đây chính là cốt lõi của pháp môn niệm Phật. Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện thì như là gì? Mẹ nhớ con. Còn mỗi ngày mình niệm Phật đầy đủ tín nguyện hạnh thì là gì? Con nhớ mẹ. Đúng không quý vị? Mẹ nhớ con, rồi con nhớ mẹ, thì hai mẹ con gì? Chắc chắn không xa rời nhau. Đúng không quý Phật tử? Còn Đức Phật A Di Đà như mẹ nhớ con, mà con cứ ham vui trốn tránh, không lo tu, không lo niệm Phật, thì mẹ con gặp nhau không? Không thể nào gặp nhau được hết. Đúng không quý vị? Còn mình có niệm Phật, có đầy đủ tín nguyện nữa, thì gì? Ngài khẳng định hiện tại nhớ Phật, niệm Phật, tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Đó, thì cái câu này bảo đảm tất cả quý Phật tử hiện tại nhớ Phật, niệm Phật rồi, thì tương lai nhất định quý vị thấy Phật, cách Phật không xa. Là nhất định chúng ta điều gì? Hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Mừng không quý vị? Có nhân rồi có quả, không nghi ngờ. Đúng không quý vị? Chứ mình đừng có mong cái quả mà không tạo cái nhân, thì đó chỉ là cái quả ảo tưởng mà thôi. Cho nên quý vị thấy, mười niệm vãng sanh này, đó là cái cốt tủy, cái bản nguyện của pháp môn niệm Phật, của tông tịnh độ. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng, một niệm Phật cũng tiếp dẫn nữa, chứ không phải mười niệm. Nhưng mà làm sao được một niệm hay mười niệm lúc cuối đời? Cái đó mới là quan trọng. Lúc này dễ hay khó quý vị? Lúc ngáp ngáp niệm dễ hay khó? Bây giờ quý vị thấy niệm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ dễ bon, phải không quý Phật tử? Mà lúc đó thở không nổi nữa, tay chân đau nhức rồi, thì chừng đó dễ hay không? Thân thì tứ đại phân ly, đau đớn vô cùng, mà trong tâm thì sao? Nghiệp nào mạnh nó dẫn mình đi phía trước quý vị, không thể nào xem thường được cái chỗ này hết. Pháp Đăng có một lần đi qua bên Úc thuyết giảng, thì Thượng tọa Tâm Minh có dẫn vô thăm viện dưỡng lão. Thì vô đó có thấy một bà cụ đang ngồi cứ bế một cái em bé, rồi đưa qua đưa lại, mắt bà cũng nhắm rồi cũng đưa theo cái nhịp đưa đứa bé đó. Đứa bé thì trên ngực. Thì Pháp Đăng mới nhìn lại, nói: trong đây mà sao có đứa bé này? Thì nhìn kỹ lại thì bà bế búp bê, thì trong đó đưa búp bê cho bà bế. Thì Pháp Đăng mới nghĩ, chắc bà cụ bình thường ở nhà thương đứa cháu nào đó, giữ cháu, bế cháu, nên vô đây thì các cô chăm sóc cho bế cái búp bê này để bà gì sống cho nó yên. Còn thiếu thì nhớ cháu và la. Rồi đi tới cái chỗ kia,
Thì thấy một bà cụ đó cũng ngồi trên cái chiếc xe lăn đó. Bà ngồi một mình nè, và bà cứ nói: mày đi đi, tao không cần mày. Bà cứ nói mình vậy hoài, mà mặt bà có vẻ tức giận lắm. Đó, thì chỗ này nghĩ là bà cụ ở nhà thường hay giận con, mắng cháu, trách hờn nó. Nên bây giờ ngồi một mình thì cái thói quen đó gì, nó dẫn mình, nó trỗi dậy. Thì khi đi thăm cái đó, mình mới thấy lời Phật dạy rất là đúng với Phật tử. Còn những Phật tử mà đưa vào đó đó thì cũng gì, cứ nói thôi cho tôi đi lượm đậu nấu chè cúng Phật đó, cứ nói với mấy cô điều dưỡng đó, cho tôi đi lượm đậu đó, để nấu chè cúng Phật. Rồi thầy thấy thầy Tâm Minh mới tới một bà cụ Phật tử của thầy, mới nói là bà tụng chú Đại Bi cho thầy nghe. Bà già yếu rồi, bà nằm trên giường quý vị, nói thì giọng nói cũng yếu ớt, vậy mà bà đọc một lèo chú Đại Bi không sai một chữ. Thì chỗ này đã chứng minh được lời Phật dạy, lúc thân của mình nó yếu rồi quý vị, tứ đại nó sắp phân ly rồi, thì Đức Phật nói nghiệp nào mạnh nó dẫn mình đi phía trước. Lúc đó chúng ta thấy hai cái nghiệp nó chia làm hai đường. Thế gian thì thương con thương cháu, quán con trách cháu, đúng không quý vị? Rồi một bên kia là Phật tử có tu tập thì nhớ lượm đậu cúng Phật, thuộc lòng chú Đại Bi, nhớ niệm Phật, vân vân. Hai nghiệp thấy rõ ràng. Vậy quý Phật tử muốn hiện đời mình bình yên, thân này sắp tan hoại cũng bình yên, thì bây giờ mình phải như thế nào? Phải như thế nào nó mạnh lên? À, niệm Phật. Mà hỏi tiếp nữa, niệm mờ mờ ảo ảo hay niệm tinh tấn quyết liệt? À, tinh tấn quyết liệt, phải không quý vị? Nhưng mà đừng hiểu lầm, tôi niệm Phật tôi nguyện giảng sanh, thôi việc nhà tôi bỏ hết, tôi cứ ngồi niệm Phật thôi à. Cái đó là hiểu bị lệch nha. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta rất rõ, dốc lòng thành tròn bổn phận. Đó, dốc lòng thành là làm việc gì cũng bằng cái tâm thành kính hết lòng. Tu cũng như vậy, làm việc thiện cũng như vậy, làm việc công ty cũng như vậy, làm việc nhà cũng như vậy. Rồi kế đến là gì? Tròn bổn phận. Cha mẹ tròn bổn phận cha mẹ, con cái tròn bổn phận con cái, vợ chồng tròn bổn phận vợ chồng, đúng không quý Phật tử? Rồi mới gì? Ăn chay bỏ ác làm lành, tín nguyện niệm Phật. Vậy mình tu thì phải gì? Gia đình bình yên, mọi người bình yên, xóm giềng bình yên, thì mình mới gì? Tu đúng pháp môn niệm Phật. Còn mình siêng tu niệm Phật là tốt rồi, mà gia đình gặp mình ai cũng quạo hết. Niệm Phật siêng quá, chồng đi làm về không có cơm ăn. Niệm Phật siêng quá, con không ai dạy dỗ hết. Niệm Phật siêng quá, nhà cửa không lau dọn. Tu vậy thiên hạ bỏ chạy không quý vị? Bỏ chạy, đúng không quý Phật tử? Cho nên tròn bổn phận nha, rồi mới gì? Tín nguyện niệm Phật. Cho nên quý Phật tử mà niệm Phật mà đúng pháp rồi, càng tu gia đình càng bình yên, trong ấm ngoài êm. Quý Phật tử mà niệm Phật đúng pháp rồi, ra ngoài xã hội, xã hội bình yên. Quý Phật tử đi vào công ty làm việc, công ty bình yên. Bởi vì mình làm việc gì cũng hết lòng. Chứ tổ dạy là dốc lòng thành kính, phải không? Rồi tròn bổn phận, rồi mới kế nữa là tín nguyện niệm Phật. Đó, mình thấy rõ con đường đi các bậc tổ sư đại đức
chỉ dạy rất rõ rồi. Cho nên quý Phật tử vào cái khóa tu, quý Phật tử cũng phải gì? Dốc lòng thành, tròn bổn phận. Đúng không quý vị? Dốc lòng thành là sao? Tới giờ tu là nhất định áo tràng chỉnh tề, có mặt vào vị trí ngay ngắn. Chứ phải chuông đánh rồi lăn qua lộn lại, thôi tôi mót mót tôi ngủ thêm vài phút nữa. Vậy thì dốc lòng thành chưa? Rồi lên đây đại chúng niệm Phật, mình ngồi mình gục không à? Gục qua gục lại, gục tới gục lui. Ai niệm Phật nhưng mà mình gục? Có không quý vị? Đó. Mà người nào tu mà hay gục á, thầy nhắc nha, hồi đó Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài có rầy tăng ni á. Ngài nói giờ ngồi thiền mà lên gục á, Hòa Thượng nói là đi vào hang quỷ. Không phải mình đi vào cái hang quỷ quý vị, không phải vậy. Mà lúc đó tâm mình mờ tối rồi, tối tâm, nó giống như là đi vào hang quỷ. Quý Phật tử mà ngủ gục thử coi quý vị còn nghe tiếng niệm Phật được không? Quý vị đang biết rõ mình đang niệm Phật không? Không biết rõ, không nghe rõ. Lúc đó tâm đang mờ tối, đúng không quý vị? Thì là đang đi trong hang quỷ. Có phải không quý Phật tử? Mà được một giờ niệm Phật á, mình phải xem quý báu như vàng như ngọc. Phải quý báu trân trọng, đừng bao giờ xem thường hết. Mà quý báu xem trọng đó, thành kính đó, thì nhất định xua tan được cái ma ngủ. Quý vị biết ma ngủ đó, nguy hiểm lắm. Bình thường không ngủ, mà lên tu là nó ngủ. Mà hết tu sẽ tỉnh lại. Có không quý vị? Một quý Phật tử thấy chướng ngại không? Chướng ngại rất là lớn. Cho nên chư tổ trong chùa, các ngài cũng khéo lắm, dạy người xuất gia ăn rồi vừa đủ thôi. Buổi sáng ăn lơi lơi, buổi trưa ăn no. Có lao động thì buổi chiều ăn mà cũng lơi lơi thôi. Bởi vì ăn nhiều quá thì nó làm sao? Nó dễ ngủ. Đúng không quý Phật tử? Mà tối mà còn ăn nữa thì sao? Càng ngủ nhiều hơn. Cũng đúng không quý Phật tử? Nên vào khóa tu quý vị đừng có giờ trách quý thầy sao khó quá. Thương hành giả lắm nên có nội quy đó. Tất cả nội quy đó đều bảo vệ tất cả chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập, bảo vệ người tu thăng tiến trên con đường hành trì. Quý vị biết ngủ gục nhiều quá trị nó phải như thế nào? Có ba cái trường hợp trị con ma ngủ này. Thứ nhất, niệm Phật lớn tiếng. Thì đại chúng ở đây là niệm Phật cao thinh trì không? Cao thinh vẫn không đánh tan được nó, thì phải làm sao? Thôi đi ra ngoài kinh hành niệm Phật. Đó. Kinh hành niệm Phật cũng không đánh tan được nó nữa, thì phải làm sao đây? Lễ Phật niệm Phật. Nhớ vậy nha. Có ba cái bước để thắng con ma ngủ này, là ba cái bước đó. Thì chúng ta biết mình đang ở trong giai đoạn nào để có biện pháp đánh tan cái này. Mà quý vị thấy nó mà xuất hiện rồi thì công phu của mình đình trệ vô cùng. Đúng không quý vị? Lên đây người ta ngồi ta niệm Phật trang nghiêm tề chỉnh, mình thì cứ gục không. Quý bà thượng thường nói là tu mà cứ như gà mổ. Có không quý vị? Ngồi mà gật đầu lia lịa. Nhiều người mà ngủ gục đến mức độ là muốn cắm đầu xuống đất luôn. Mình đây không ngồi tọa cụ cao á, chứ ngồi mà tọa cụ mà có cái cục tọa cụ cao cao á, mà hôn trầm chắc cắm đầu bật ngửa thiệt. Đó. Rồi kế nữa là con ma nào nó hay cản trở người tu pháp môn niệm Phật.
ma hôn trầm tới ma gì? Ma tán loạn. Tán loạn là ngồi cứ suy nghĩ hoài, ngồi đây mà nhớ ở nhà. Nhiều khi ngồi đây mà nhớ mấy mươi năm trước người đó họ nói mình câu đó, miệng Nam Mô Di Đà Phật mà trong lòng đang tức theo cái suy nghĩ đó. Có không quý vị? Đó là tán loạn, phải không? Rồi ngồi đang niệm Nam Mô Di Đà Phật cái đại chúng mà tâm cứ nhớ, không biết đứa cháu giờ này ai đưa nó đi học chưa, ai đón nó về chưa, thì lúc đó mình đang niệm Phật hay đang niệm con cháu? À, đang niệm con cháu. Mà cái vọng tưởng này tới lúc mình nằm ngủ, chuẩn bị vào giấc ngủ rồi, nó cũng chưa yên nữa quý vị, nó cũng còn suy nghĩ. Mà quý vị đừng có sợ nha. Nhiều người tu niệm Phật mà hoảng sợ, tại sao giờ con niệm Phật rồi con càng loạn tưởng nhiều hơn trước? Không phải như vậy. Tại sao bây giờ mình niệm Phật mà mình cảm thấy loạn tưởng nó nhiều? Là bởi vì quý vị thấy cái ly nước nó đứng yên không? Khi ly nước đứng yên thì quý vị dễ nhìn thấy những cái tim sôi trong ly nước. Đúng chưa quý Phật tử? Trước khi chưa biết niệm Phật, tâm mình chạy theo cảnh bên ngoài, mắt theo sắc, tai theo tiếng, mũi theo mùi, phóng theo cảnh bên ngoài. Cho nên có vọng tưởng mà mình đuổi theo nó, mình không hay. Bây giờ niệm Phật rồi, dừng cái tâm chạy theo cảnh, xoay lại đặt tâm nơi câu niệm Phật, thì lúc đó ví như là ly nước đứng yên. Ly nước đứng yên đó, cho nên gì? Những cái bụi bặm trong ly nước, những cái tim sôi trong ly nước, mình thấy rất rõ. Mình thấy rõ, thấy nhiều cái bụi trong đó, nhiều tim sôi trong đó, cái mình quán. Sao ly nước tôi nhiều bụi, ly nước tôi nhiều tim sôi như vậy? Thật sự là trước kia nó nhiều hơn nữa mà mình không nhận ra. Bây giờ nhờ niệm Phật tâm nó yên đó, cho nên mình nhận ra rõ ràng. Đúng không quý Phật tử? Mà nhận ra rõ ràng đó là quý vị đang tỉnh hay mê? À, đang tỉnh nên mới biết mình đang có vọng tưởng. Đang tỉnh cho nên mình mới biết tại sao mình tu mà còn phiền não. Cái đó là nên mừng đó quý vị, không nên lo. Bởi vì người tỉnh mới biết rõ mình đang có vọng tưởng. Người tỉnh nên biết rõ mình đang còn phiền não. Quý vị đồng ý chỗ này không? Chứ phải người mê. Mà nhờ cái biết rõ này quý vị, mình càng tu mới càng khiêm hạ. Đó, cái then chốt à. Còn quý vị càng tu, quý vị cứ nghĩ mình tu hơn người đó, đó là gì? Kiêu mạn. Đúng không? Càng tu càng khiêm hạ, càng tu mới thấy phiền não mình quá sâu dày, càng tu mình mới thấy cái dở mình càng nhiều. Đúng không? Thì chúng ta dẹp được cái tâm ngã mạn đó, nó sanh cái tâm đạo đức khiêm hạ, và rồi mình tăng tiến tinh tấn trong cái công phu niệm Phật. Cho nên loạn tưởng đừng sợ. Mà sợ cái gì? Quý vị trả lời coi. Loạn tưởng không sợ, chỉ sợ mình không có niệm Phật. Chỉ sợ mình gì? Nhận biết vọng tưởng quá chậm, gọi là giác chậm. Cái đó đáng sợ. Đúng không quý vị? Cho nên khi mình niệm Phật mà phiền não nó khởi, vọng tưởng nó có, đang tu vậy người nào nói sóc cái về giận, mình phải biết mình gì? Đang giận. Đúng không? Mà đang giận thì mình nuôi cơn giận hay là nên bỏ cơn giận? Đang giận thì phải bỏ cái giận.
mà người tu tịnh độ bỏ giận bằng cách nào? Nam mô A Di Đà Phật. Chịu không quý Phật tử? Đang giận là bệnh phiền não thì phải chịu khó uống thuốc vô. Một câu A Di Đà là thuốc diệu già đà. Nếu bỏ đây không uống thiệt lầm to quá mà. Đại sư Hoằng Nhất nghe nói Phật hiệu là thuốc, phiền não là bệnh, thì phải sao? Uống thuốc vào để gì? Hết bệnh phiền não. Vậy mỗi ngày quý Phật tử có chịu uống thuốc này không? Chịu không? Rồi hỏi nữa, có ngày nào quên uống thuốc không? Cũng có luôn, nghe buồn quá vậy. Không được một ngày bỏ thời khóa, nhớ vậy. Một thời không được bỏ, một ngày không được bỏ, cả tháng cả năm giữ đều đặn liên tục giùm quý thầy. Thầy nghe Hòa Thượng Tông Chủ, Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng nói mỗi ngày Hòa Thượng 4 thời công phu hành trì. Đó, thì chúng ta Phật tử mót mót một ngày cũng được gì? 1 thời dùm quý thầy. Được không quý vị? Bận gì bận? 1 ngày cũng ngồi lại yên tĩnh, xong việc gia đình rồi nâng sâu chuỗi lần chuỗi 10 phút, 15 phút, hoặc là 1 sâu, 5 sâu, 10 sâu rồi đó. Nhất định phải có thời gian để gì? Thân miệng ý hoàn toàn đặt vào Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, như vậy thì quý vị mới nuôi dưỡng được cái tín nguyện hạnh, quý vị mới nuôi dưỡng được cái chánh niệm niệm Phật. Lúc bình yên mình nhớ Phật niệm Phật, thì khi tâm mình đối duyên xúc cảnh, mình mới có phần nào tự chủ trước hoàn cảnh đó. Còn bình thường mình không lo tu, thì tới chừng đối diện cảnh bên ngoài, người ta nói sóc mình, người ta liếc mình, người ta nói quan mình, thì sao đây? Chúng ta bị phiền não, nó xỏ mũi, nó dẫn đi 100%. Còn bình thường quý vị có niệm Phật, tuy chưa thắng nó hoàn toàn, nhưng mà mình cũng có gì? Phần nào làm chủ được chính mình trong lúc đó. Quý vị có thực hành, quý vị sẽ thấy rất rõ. Hồi đó mình giận ai sao? 7 ngày tôi không thèm nhìn mặt người đó. Hoặc là giận đến mức độ gì? Lúc tao chết đừng cho người đó nhìn mặt nha. Chết rồi còn thấy đâu đòi nhìn. Đúng không quý vị? Mà cũng di chúc lại vậy đó. Chết rồi đừng cho người đó thấy mặt. Cái tâm giận nó mạnh vậy đó. Nhưng mà giờ niệm Phật rồi thì sao? Cũng còn giận mà chút thôi. Ngày 2 ngày chút cái hết. Có phải là bớt bệnh không quý vị? Bớt bệnh rồi phải không? Mà bớt bệnh nhiều chừng nào thì cuộc sống quý vị vui nhiều chừng đó. Còn mà cứ cố chấp, cố kết phiền não, không chịu chuyển hóa đó, không chịu hóa giải, thì chúng ta sống những ngày rất là khổ đau. Cho nên ở chùa Hoằng Pháp quý vị niệm Phật, thì về nhà quý vị cũng sao dùm quý thầy? Niệm Phật dùm quý thầy. Đúng không? Ở chùa Hoằng Pháp mặt ai cũng cười tươi rói hết, thì khi về tới nhà đặt cái giỏ xuống thì cũng phải làm sao? Cười tươi rói dùm quý thầy. Chứ đừng có đặt cái giỏ xuống cái kịch cái mặt quạo lên liền. Tôi đi mấy ngày mà nhà cửa không ai dọn, không ai lau, không ai quét, nhăn nhó, nói sùm hết. Thì mai mốt mà nói thôi má hay bà đi niệm Phật là ở nhà sợ rồi đó. Có phải không quý vị? Còn mình đi về mà mình an vui, nhẹ nhàng, lan tỏa cái chánh niệm niệm Phật,
đến với những người trong gia đình, thì gia đình quý vị cũng đang là Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi đó. Phải không quý vị? Cho nên cái niệm Phật này vi diệu vô cùng, màu nhiệm vô cùng là ở chỗ này. Là cái phương thuốc để giúp chúng ta bớt phiền não, giúp chúng ta hết phiền não, hết sanh tử luân hồi, cho đến thành Phật độ chúng sanh. Cho nên quý vị thấy, bình thường quý vị có niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, thì nhất định có an vui. Mà mỗi ngày tập như vậy, mỗi tháng quý vị tập như vậy, mỗi năm quý vị tập như vậy, thì cái chánh niệm rất là mạnh. Giống như là mình có cái mặc áo giáp á, trong kinh Di Giáo nói, người có chánh niệm thì giống như mặc áo giáp, mà vào trận á, thì không sợ gì tổn tánh mạng của mình. Có chánh niệm rồi, có niệm Phật mạnh rồi, người ta khen mình cũng không còn ngồi trên mây. Có đúng không quý Phật tử? Rồi mình có niệm Phật là có mặc áo giáp bảo vệ thân tâm, người ta có chê mình cũng không sao, buồn khổ giận tức, chê tôi nữa tôi hại lại, biết tài, không còn cái tâm đó nữa. Có phải là chánh niệm như chiếc áo giáp không quý vị? Là như vậy. Mà quý vị có chánh niệm rồi, quý vị có số tiền lớn trong đời, quý vị cũng không còn buông lung đưa nó vào những cuộc ăn chơi trác táng nữa, mà biết sử dụng những đồng tiền đó vào những việc thiện ích đạo lợi đời. Mà quý vị có chánh niệm rồi, giáo dục con cái cũng biết hướng tới đạo đức, hướng tới nhân quả, biết bỏ điều ác, làm việc lành, thì gia đình quý vị ngày càng hưng thịnh. Đó. Vậy mình nên niệm Phật hay không nên niệm Phật? Nên niệm Phật, đúng không quý vị? Mà quý vị hiện tại niệm Phật tinh tấn đó, bền chắc đó, thì lúc ngáp ngáp mình cũng sao? Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không quý Phật tử? Được chỗ này rồi là thềm bậc để quý Phật tử ngồi chính phẩm hoa sen đó. Cho nên Thầy nhắc quý Phật tử, nhắc đi nhắc lại, mười niệm vãng sanh dễ chứ không khó. Mà được một niệm hay mười niệm ngay lúc đó mới là cái chỗ đáng để chúng ta lưu tâm, đáng để chúng ta phải gì? Xem trọng cái việc tu hành của mình, không lơ là được. Đừng có suy nghĩ Đức Phật nói mười niệm thôi, giờ tôi đi chơi nữa tôi niệm mười niệm là Phật đón liền. Đừng có suy nghĩ tu mà cầu ma như vậy, nguy hiểm lắm, đúng không quý vị? Mà trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ, tứ đại phân ly nó đau như con rùa bị lột mai, con cua bỏ vào nồi nước sôi, đau vô cùng. Quý vị thấy bây giờ bình thường mà cái răng của mình mà nó chuyển động trong đây, nó bất ổn gì đó, quý vị thấy chừng đó đã khó tu rồi. Cho nên Thầy giảng Pháp Thầy hay hỏi, chừng đó trùm mền rên hay là ngồi dậy niệm Phật? Trùm mền rên là thắng hay thua? Thua hoàn toàn. Mà bây giờ đã thua rồi thì tới cuối đời coi chừng cũng thua, đúng không quý vị? Bây giờ bệnh đau buồn khổ vẫn nhớ niệm Phật á, là thắng hay thua? Là thắng. Thì lúc đó gì? Nhất định cũng có phần chiến thắng. Cho nên đừng có để mình thua bây giờ nghe quý Phật tử. Đau răng một chút cũng gì? Ngồi dậy niệm Phật. Sốt sốt một chút cũng gì? Công phu niệm Phật. Đúng không?
ngồi trước bàn Phật không nói, ngồi trên giường bệnh niệm Phật. Đúng không quý vị? Ngồi không nổi nữa, nằm trên giường bệnh niệm Phật luôn, đi luôn. Tu vậy mạnh không quý Phật tử? Người tu phải như vậy. Đừng có mới xìu xìu chút xíu thôi, con đau đầu quá con nghỉ. Mới vừa trở nóng lạnh trong người thôi, con xin nghỉ. Bây giờ cứ thất bại hoài thì làm sao nữa mà nêu tên chính phẩm hoa sen được. Quý vị nghiệm lại có đúng không? Mà ở đây quý vị chiến thắng nhiều hay là thua nhiều? Thôi đừng nói thua nhiều nghe buồn. Mà nói chiến thắng nhiều. Đúng không quý Phật tử? Người tu của mình á, bi có, trí có. Cái thứ ba, dũng. Cái dũng là không thể thiếu được. Nóng cũng tu, lạnh cũng niệm Phật. Đúng không quý vị? Bệnh chút chút cũng không bỏ. Bệnh đến lúc thở không được càng tu hơn, để đi luôn. Đúng không quý Phật tử? Mà mình đi không phải là đi trong cái mịt mà không biết lối đi, mà mình đi có lối đi đàng hoàng, có đường đi đàng hoàng. Bởi vì lúc bình thường chúng ta hướng tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì lúc đó nhất định quý vị đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Có người đệ tử của Phật đã thưa Đức Phật: bình thường con thọ năm giới, bát quan trai giới, làm việc phước thiện, con đi ra đường xe bò tông chết, đó, xe ngựa tông chết, lúc đó con đi về đâu? Thì Đức Phật mới đặt vào cái trường hợp bình thường có một cái cây nghiêng về phương Tây, thì khi ngã đổ, ta hỏi ông nó ngã đổ về hướng nào? Thì người đệ tử trả lời: bạch Đức Thế Tôn, ngã về phương Tây. Đó. Như vậy thì quý Phật tử tuy chưa chứng được niệm Phật tam muội, tuy chưa chứng được nhất tâm bất loạn, nhưng mà tâm mình đang niệm Phật, tâm mình đang hướng về cõi Cực Lạc, thì nhất định tắc thở nghiêng về phương Tây không nghi ngờ. Chỉ sợ là lúc này thân miệng ý của mình đang nghiêng về đâu. Nhớ giùm quý thầy chỗ này. Đừng sợ cái chết của mình ra sao. Hiện tại thân mình, miệng mình, tâm ý mình đang hướng về chỗ nào. Còn cái chết tốt, chết xấu không quan trọng bằng cái chỗ đang hướng về chỗ nào, nghe quý vị. Nếu quý vị hướng về chỗ tốt thì Đại sư Thiên Như Ngài cũng khẳng định con đường phía trước chắc chắn là êm đẹp. Đó. Nhiều người cứ nói tại sao người tu bị nạn vậy, người tu bị vậy. Cái đó không quan trọng. Nhiều khi trả cái nghiệp nào đó. Quan trọng bình thường vị đó tu tập tinh tấn hay không, đúng lời Phật dạy hay không. Đúng không vậy? Nếu mà được tín nguyện hạnh đầy đủ, tinh tấn vững bền, dù tắc thở kiểu nào cũng nghiêng về phương Tây. Vậy khỏi lo nữa nghe quý vị. Nhiều người niệm Phật hay lo, hay nghi. Con chưa được hết phiền não, không biết nữa Phật đón con không. Rồi nữa con ngáp ngáp không có ban hộ niệm, con được vãng sanh hay không. Đừng có lo cái đó. Bình thường cứ lo. Giống như Đức Phật nói, cái cây đang nghiêng về hướng nào, giùm quý thầy.
Bình thường mỗi ngày thân miệng ý của mình tu ra sao, điều ác mình bỏ như thế nào, việc thiện mình siêng làm chưa, niệm Phật mình siêng năng bền chí chưa. Cái đó là cái then chốt. Còn cái kia là cái phụ trợ mà thôi. Và còn hai cái nguyện cuối Thầy gặp lại cho nó kịp cái thời gian. Nguyện 19: khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh, hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng thành Phật. Nguyện 20: khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước tôi, mà chẳng được toại nguyện thì tôi không thành Phật. Đó. Nguyện 18 là chánh hạnh niệm Phật. Nguyện 19, 20 là rộng tu các công đức. Quý vị nhớ chỗ này. Lấy niệm Phật làm chánh, các công đức lành làm trợ. Nhớ nha, chánh và trợ đều nguyện vào biển nguyện Đức Phật A-di-đà, là nguyện về cõi cực lạc, thì chúng ta tu đúng pháp môn niệm Phật. Đó. Mà rộng tu công đức này thì người tu tịnh độ ngoài việc niệm Phật ra đều là những người tích cực trong xã hội, đều là những Phật tử tích cực năng nổ với đạo pháp. Chẳng hạn mình tu niệm Phật mà nghe miền Trung có thiên tai bão lụt thì mình sao? Ứng dụng nguyện 19-20, không ngoảnh mặt làm ngơ, mà phải sao quý vị? Đi tới đó chia sẻ yêu thương, niềm vui, tịnh tài, phẩm vật đến những người đang bị thiên tai hoạn nạn. Hình ảnh đó đẹp không quý Phật tử? Đẹp vô cùng. Đúng chưa quý vị? Trong lúc dịch bệnh đó, quý thầy Phật tử dấn thân để mà giúp đời, giúp người. Hình ảnh nó quý vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rõ Phật dạy trí tuệ lắm. Niệm Phật làm chánh, tu các công đức cũng không bỏ. Mình có tu mà có gì? Làm lích cho đời, làm lích cho đạo ngay giữa cuộc đời này. Có nhiều người nói tôi đi làm việc thiện, tôi không niệm Phật được. Và Thầy hỏi quý Phật tử, quý vị đi từ thiện từ đây ra miền Trung, ngồi trên xe quý vị niệm Phật được không? À, đúng không quý vị? Có điều ngồi trên xe đừng có nói chuyện nhiều, mình vẫn mót niệm Phật được. Đúng không quý vị? Mà quý Phật tử có niệm Phật là có làm cho tâm mình nó yên tĩnh, thắng được phiền não, thì khi làm các việc thiện rất là tốt đẹp, bình yên. Chẳng hạn mình ra làm việc thiện mà cái cảnh nó không có cái chỗ yên tĩnh, rồi mình không khéo mình cũng phiền não theo. Nhiều người đi làm từ thiện rồi cái nhiều khi cũng gì quát mắng cái người nhận đó, la người ta. Có không quý vị? Ta rộn quá mình cũng la luôn, là do mình không kiểm soát cái nội tâm. Rồi nhiều khi ra làm việc thiện, người ta đón tiếp mình không chu đáo, hời hợt quá, cái mình cũng buồn giận theo. Có không quý Phật tử? Cũng có luôn, đó là do đâu? Do không kiểm soát tâm mình. Rồi mình vô chùa, mình tạo công đức, lau chùa, quét chùa, nấu cơm vân vân, mà thầy trụ trì không ngó ngàng gì tới mình cũng buồn. Đúng không quý vị? Hoặc là mình làm siêng năng trong chùa
mà bữa nào thầy trụ trì cho quà cái người kia hơn mình, trong lòng cũng có lấn cấn rồi đó, cũng không được vui, đúng không quý vị? Cho nên rộng tu các công đức quan trọng vô cùng. Mà rộng tu các công đức để nguyện sanh về cõi cực lạc thì cái nguyện này là gì? Đại nguyện về cực lạc để thành Phật độ chúng sanh. Cho nên mình làm các việc lành, mình không bị trói buộc chấp công, mình không bị trói buộc nghĩ mình có công đức lớn, không bị trói buộc để mình trở thành những nhân vật quan trọng trong chùa, đúng không quý vị? Có nhiều người làm nhiều quá thành bà chủ chùa luôn, phải không quý vị? Rồi làm nhiều quá thành ông chủ chùa luôn. Thầy trụ trì mà không nghe lời tôi, biết tay tôi bỏ chùa luôn, phải không quý vị? Tự nhiên làm việc phước dần dần cái lên nóc chùa ngồi, rồi làm việc phước lần lần cái sao tội lỗi cũng đầy đầu đầy cổ luôn. Chừng đó ra lệnh với chư tăng không à. Đó là do gì? Không kiểm soát tâm mình. Và gì? Khi làm cái chí nguyện làm không vì đại chúng, không vì tam bảo mà phụng sự, vì mình không à? Đúng quý vị? Vì mình cho nên dễ phiền não. Nhớ vậy. Nên Đức Phật dạy làm các công đức mà phát nguyện sanh về cõi nước tôi, sanh về cực lạc là thành Phật độ chúng sanh, là đâu có vì mình. Không còn vì mình nữa. Mình làm nhiệt tình năng nổ, nhưng mà gì? Không dính không mắc vào công đức tôi lớn, không dính không mắc tôi trở thành nhân vật quan trọng, không dính không mắc tôi là người ban ơn cái chùa này, ban ơn cho cái từ thiện này. Thảnh thơi nhẹ nhàng trong các việc lành quý vị đang tạo đó. Tu vậy nhẹ không quý vị? Làm việc thiện vậy thấy thảnh thơi không quý vị? Làm rồi muốn làm nữa. Làm mà chư Bồ Tát gọi là gì? Không chán mỏi. Trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện á, cái câu cuối là gì? Không chán mỏi. Còn mình làm mình dễ chán, dễ mỏi mệt là do mình làm vì mình trong đó. Vì mình cho nên ai không vừa lòng mình là mình phiền não liền. Mà phiền não là có chán, có mỏi, có bỏ luôn, có giận trong đó. Nhiều vị công quả số 1 trong chùa mà giận hờn nhiều cái thì nói là vớ vẩn. Chẳng hạn thầy trụ trì một quên cầu siêu cũng giận, quên cầu an cho gia đình cũng giận, có phải không? Cầu nguyện mà quên đọc địa chỉ cũng ráng bò lên, thầy ơi quên đọc địa chỉ nhà con. Quý vị nghĩ Đức Phật như người phàm mình á, phải kê khai sơ yếu lý lịch Phật mới biết, quên địa chỉ Phật không biết chỗ nào. Nói rộng chỗ này quý vị hiểu nha. Đức Phật có mấy thần thông? 6 thần thông, tam minh, lục thông. Trong đó có một cái thần thông là gì? Tha tâm thông. Tam minh là túc mạng minh, là biết rõ nhiều đời nhiều kiếp mình sanh cõi này ở đâu, mình sanh cõi kia ở đâu, cha mẹ mình là ai, quyến thuộc mình là ai. Trong kinh gọi là Đức Phật ngồi trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, biết rõ ràng như vậy. Cho nên đừng có nghĩ thầy trụ trì quên địa chỉ Phật không biết đường, cầu tết giúp mình, đừng nghĩ vậy. Đó là phàm phu, đúng không quý vị? Quý vị mà khởi tâm làm lành là Phật đã biết rồi. Cho nên nhiều Phật tử làm việc lành nhưng mà
thường dễ phiền não lắm. Nên hôm nay chỉ cho quý vị thấy rõ, làm đừng có bị dính, đừng có bị kẹt, thì chúng ta làm bằng cái tâm thảnh thơi, làm bằng cái tâm nhẹ nhàng. Mà cái tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, vui đó thì cái phước quý vị mới được tròn đầy. Quý vị làm bằng cái tâm rộng lớn, không vì mình, vì Tam Bảo, vì đại chúng, hoặc nguyện sanh về cõi Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Cái tâm rộng này thì cái quả theo đó nó rộng. Đó. Mà mấy lâu nay quý vị làm bằng cái tâm nào? Tâm rộng hay tâm dính mắc? Kẹt chỗ này, kẹt chỗ kia. Thôi hôm nay nghe giảng rồi thì nhớ làm bằng cái tâm rộng giùm quý thầy, đúng không? Làm bằng cái tâm vì đại chúng, vì mọi người, thì càng làm càng khỏe, càng làm càng vui. Còn ít phút nữa thì dẫn cái câu chuyện tu tập của cái cô Phật tử để cho quý Phật tử nghe noi theo, rồi chúng ta nghĩ. Trong đây ghi là Nhan Thị, thì bà Nhan Thị này là vợ của cư sĩ Lâm Chi Kỳ, cũng là mẹ của cư sĩ Lâm Tiết, người chồng Chi Kỳ nhà nghèo đã mất sớm. Lúc đó bà Nhan Thị đang có thai, hơn tháng sau mới sanh ra người con là Lâm Tiết. Tánh bà hiền thục, tuy chồng vừa mất nhưng mà được bên cha mẹ ruột được chia phần ăn, nên sự sống cũng tạm yên. Nhan Thị hiếu để với cha mẹ chồng, hòa thuận cùng làng xóm, giữ tiết nuôi con cho đến khi con khôn lớn. Gia thế bà vốn thờ phụng Đức Quan Âm, đến phiên bà lại càng thêm lễ niệm thành kính. Đó. Thì trải qua 15 năm thì bà phát tâm ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, mỗi ngày đều có định khóa. Bà tu hành một mực như thế, không thối chuyển. Trước khi mãn phần một tháng, bà gọi con và dâu lại, khuyên bảo trai giới tu niệm, lại còn dặn sắm y phục mới cho mình, cách thức như người tu. Trước giờ lâm chung, bà Nhan Thị ngồi niệm Phật một lúc rồi yên lặng vãng sanh, hưởng thọ 65 tuổi. Thì quý vị thấy bà này tu niệm Phật, nhưng mà cái đạo đức làm người rất là tròn vẹn, đúng không quý vị? Hiếu để với cha mẹ chồng, hòa thuận làng xóm, nuôi con tới lúc con khôn lớn. Đó là cái đạo đức làm người được đầy đủ. Đối với việc tu, bà ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, mỗi ngày đều có định khóa. Định khóa là cái thời khóa cố định, không có thay đổi. Mà trong đây ghi bà tu như vậy 15 năm không thối chuyển. Đó, cái nhân như vậy nên bà được cái quả tương xứng, là tới lúc bà qua đời, bà dặn con trai con dâu trong nhà lại, bà khuyên trai giới bỏ ác làm lành tu niệm, dặn con sống đạo đức biết tu. Rồi trước giờ mất thì quý vị thấy trong đây ghi bà ngồi niệm Phật, ngồi yên lặng niệm Phật một lúc rồi bà vãng sanh cõi Phật. Đó, tu tịnh độ vậy, quý vị thấy có giá trị không? Có không quý vị? Cho nên thầy mong các Phật tử ở đây đều sống làm người có đạo đức, làm người tốt. Đã là Phật tử rồi, biết kính tin Tam Bảo, biết tin nhân quả, bỏ ác làm lành,
điều tốt nào làm được làm liền, cái gì mình còn xấu, còn thấy dở thì phải nên bỏ, lấy cái đó làm căn bản. Rồi trên cái đó mỗi người, mỗi ngày cố gắng tín nguyện niệm Phật. Mình có niệm Phật thì nhất định an vui ngay trong đời này. Và lúc mãn thân này, nhờ cái sức tu đó thì Đức Phật A-di-đà nhất định tiếp dẫn tất cả người niệm Phật sanh về cõi cực lạc. Thì kính chúc tất cả quý Phật tử đều tinh tấn, đều vững bền trong việc tu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.